Bài edit mọi người ạ, hôm nay là sẽ chữa bài edit Ừ. để chúng ta chạy lại dự án một chút. Node.js rồi, chạy thử vào lên đi. Chúng ta vẫn vào được là ngon rồi đúng không? Phải test lại chức năng tí lỗi thì không biết. Mới gọi hiệp chó này. Khả năng là trùng ID không? À, có luôn hi à? À, hôm nọ chưa test kỹ. Thế là do service mình chưa cập nhật lại đúng cái trường của nó. Số name này, anh em chú ý nhé. Khi mọi người thêm chuỗi thì mọi người cần để nó vào cặp nháy này để nó biết đấy là chuỗi, không nó sẽ bị lỗi. Một cái trick ở đây đó là khi mọi người chạy nó sẽ báo lỗi và nó sẽ cho mọi người xem cái câu lệnh. Câu lệnh gì ạ? Câu lệnh chạy SQL đang chạy là gì thì ở chỗ này. Thì nó sẽ báo lỗi như này, thì mọi người chỉ cần copy câu lệnh này vào SQL, mọi người chạy thử xem bị lỗi thật không là mọi người sẽ biết ngay là mình sai ở đâu. Đây, mình chạy thử cho mọi người xem cái câu lệnh của mình sai nhé. Đấy, nó báo lỗi rồi thì mình copy ở đây xem bị sai không nhé. Đây, nó báo lỗi luôn là sai ở chỗ hi thì không ở trong cái danh sách thường được. Thì cái hi này phải là chuỗi thì mình điểm vào chuỗi là được. Đây, điểm vào chuỗi, chạy lại thử xem có đúng không. Đấy, nhớ cái mẹo này, đó là mọi người chạy nó sẽ báo câu lệnh truy vấn sai ở dưới. Thì mọi người chỉ cần xem câu lệnh đấy cú pháp nó thế nào thì mọi người thử ở trong cơ sở dữ liệu là được. Mình vừa thêm cọc mọc rồi nhé, thì bây giờ mình chạy lại thử đi. Đâu rồi. Đối tiếp có khả năng nó trùng ID đấy, nó trùng ID này thì lần này câu lệnh truy vấn chúng ta không sai, tuy nhiên thì chúng ta có thể xem lỗi ở bên trên duplicate entry 10 for key product primary, thì anh em thêm thêm cái khóa nó không thêm cái thuộc tính nó không đúng thì mới tăng tăng số lên xem nào. Đấy là thêm được mới chưa đó, thì đấy là cách đọc lỗi cho phần này. Quanh quẩn nó chỉ có lỗi liên quan tới cơ sở liệu thì nó có trùng ID này, xong rồi không trùng ID thì sai câu lệnh truy vấn thôi, thì anh em check cho cẩn thận là được rồi. Thì buổi trước thì chúng ta đã làm xong cái tìm kiếm theo ID một thằng sản phẩm để hiện ra rồi đúng không? Bây giờ mình thử xem còn chạy không nhá. ID 2 nào, là vẫn chạy rồi đúng không? Đấy, làm xong này rồi, bây giờ làm sao làm cái sếp này chạy rồi để mà chạy đúng được ấy. À thì anh em lưu ý chúng ta khác một chút ở cái những video đầu, là lần trước thì mọi người gạch chéo vô đắp s để cho nó xử lý ở trong cái hàm solo, tuy nhiên lần này chúng ta sẽ xử lý ở trong hàm edit để tách biệt ra, tại vì lần này chúng ta không có hàm xếp làm hai chức năng được nữa, chúng ta phải tách ra. Vậy thì chúng ta sẽ để action là gạch chéo edit vô đắp, và nhớ cẩn thận những cái trường này cho chuẩn nhé, cái name này cũng phải đúng nhé, cẩn thận nhé, cái name này dễ sai nhé, mọi người phải xem lại cái name xem đúng chưa, đang sai đấy, check lại đi. Cái phiên bản của Zig Bay nó bị nhầm cái chỗ prime ở đây thì mọi người xem lại xem đúng không. Ok thì đấy là chúng ta làm. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu làm, thì trước tiên chúng ta sửa tên hàm cho nó phù hợp với cái nhu cầu của mình. Hàm này không phải super edit nữa thì mình sẽ đặt tên chung là edit thôi. Rồi rồi sau đó thì làm gì? Sau đó thì mình sẽ viết cái hàm update ở đây, cái update đây thì làm gì ạ? À, thì bây giờ mọi người sẽ copy thằng em chế xuống đi, copy thằng này đúng không, rồi copy xuống để đây làm sao để mình có thể biết được câu câu lệnh này viết thế nào. À, thì mọi người lại vào SQL Workbench, mọi người thử rồi chạy cái bảng product lên đây, mọi người sửa cái thằng này ạ. Hello, sửa tất cả thuộc tính nha, mình đang làm theo hướng là sửa tất cả nha. Rồi sau khi sửa xong thì ấn apply, đây chính là câu lệnh mà để mọi người có thể gì ạ, có thể thay đổi. Thì cơ bản chúng ta sẽ có gì, chúng ta sẽ có update này, tên bảng này, set thuộc tính từng thuộc tính này,
Sau đó thì mình sẽ có where để mình biết là mình sửa cái nào. Đó. Thì chúng ta sẽ viết như vậy. Thì cách thì mọi người có thể là hoàn toàn copy hẳn vào cũng được. Tuy nhiên nó hơi bị dài một chút đúng không? Thế thôi. Thì tùy mọi người nhé. Mình quen thì mình viết tay, còn không thì mọi người viết bằng copy vào mọi người sửa cũng được. Chẳng vấn đề gì cả. Update. Yeah. Đúng đã. Set name bằng đô la name vậy đúng không? Đúng rồi, tên bảng sẽ set xong em thuộc tính này vậy. Price thì bằng đô la nhọn price, nhọn price không phải là price mà là product chấm lên product chấm price rồi. Quantity thì bằng đô la chấm tăng chương trình. Vậy image thì bằng đô la chấm image. Rồi như này, xuống dòng một tí nhé, set xuống này. Vứt thẳng này xuống đi cho dễ nhìn. Set name này, array này, quantity này, image này, sau đó mình where này, where gì ạ, where id bằng product.id. Chỉ cơ bản vẫn sẽ làm thế này, được chưa? Thì bây giờ làm sao biết nó đúng hay sai thì chắc là tí phải chạy thử thôi, nhưng còn biết như này thì cũng hên xui lắm mọi người. Thì cơ bản chúng ta sẽ viết như này nhá. Rồi, sau khi viết câu lệnh thì mình sẽ sang controller và cái hướng của mình đã nói rồi, mình sẽ từ cái form này mình sẽ gửi vào edit product. Edit product thì nó sẽ vào đâu? Nó sẽ vào edit, chưa vào sâu như trước nhá, nó vào edit nhá. Vào edit thì bây giờ nó lại chia làm hai trường hợp. Lúc đầu thì mình đang viết code đây là gì ạ? Là sẽ hiển thị một thằng cũ, tức là nó là chỉ một chức năng thôi. Thì bây giờ mình phải làm gì? Mình phải cập nhật lại thôi. Đấy, như thế này. Rồi, ta đưa nó vào đây. Đấy, chúng ta thêm cái ngoặc vào cho đúng. Một nhỏ, một tròn, cho đủ cặp. Rồi, bên trong này thì chúng ta sẽ chia làm hai cái. Nó giống như trên á. Get thì mình sẽ hiện một thằng cũ. Post thì mình sẽ thực hiện lưu lại. Đấy, thì mình bắt đầu if. If. L thì chưa biết. If nếu mà nó là get thì mình sẽ hiện cái thằng dữ liệu cũ ra này. Rồi, L thì mình sẽ thực hiện lưu, mình sẽ dùng product service chấm update. Update cái gì ạ? Cái dữ liệu mới. Dữ liệu mới lấy đâu ra? Thì đây. Nó chính là cái data này. Mình phạt nó sang dạng object. Mình lưu nó vào. Thế là được. À, chấm gen nhé. Để nó chạy nhé. Rồi, ok. Thử xem được không ạ? Cơ bản thì nó như thế. Được hay không thì phải thử nhé. Để lại này. Rồi giờ em sẽ thử sửa một cái 900 đi. Xếp xem nào. Rồi, lỗi. Đấy, lỗi rồi thì lại bật lock lên. Nó where in cloud à? Vậy thì mình làm đúng chưa nhỉ? Nó đang bảo là trường hợp này nó báo là mình đang chạy câu select đúng không? Trong khi đáng ra nó phải vào L để nó xuống dưới. Đúng không? Nó lại vào cái trên. Thì bây giờ mình thử xem sai ở đâu. Thì khả năng là nó vào cái trên là do method get rồi. Thì mọi người thử check lại xem có đúng không. Method post được rồi này. Where close select where id. Method post thì đúng này. Controller sẽ lại controller nào. Controller.get L ở đây đúng chưa? Nó thử đi anh em ạ. Bằng lúc xem nào. Request.method rồi. Đây nó vào rồi này. Vào rồi anh em ạ. Thử xem đúng không nhá. Nó vào trong hàng trong rồi đấy. Từ từ.
Điều hòa Panasonic. À, chúng ta thiếu cái chỗ chuỗi thì phải, nếu không nhầm. Chúng ta sang service này, cái chuỗi, cái chuỗi name của mình đã bị sai. Thêm ngón cái nháy vào. Để lại xem được không. Cái này có ảnh hưởng không nhỉ? Ấy chà. Dạ, bên trong này khả năng là bị xuống dòng là không được rồi. Thế chạy lại là đi xem nào ạ. À, cái đấy có vết. Xem này. Rồi. Điều mà xích đúng. Ừ, vậy khả năng nó không cho mình xuống dòng cái này rồi. Hay là do ảnh nhỉ? Là do ảnh. Cứ đốt cái ảnh đi. Cái ảnh mình cũng là chuỗi mà mình chưa đúng này. Rồi. À, khả năng được rồi. Đấy, được rồi, được rồi. Từ bây giờ mình thử vào cái trang chủ xem nó đã được cập nhật chưa nhé. Đây là do cái ảnh chứ không phải do kia. À, vào DB mới xem được. Đấy là mình sửa lại mình 900 thì à, cái sửa nào nhỉ? Không nhớ lắm. Cái thứ hai thì phải đây cái này phải lại xem hình như xưa chưa chưa sửa được không edit product edit product nhầm này. Đây 900 xếp rồi 900 cái thứ hai. À, được rồi, sửa được rồi mọi người này. Tuy nhiên thì sửa rồi nhưng mà nó cứ xoay xoay là tại sao? Ra này khá là dễ hiểu vì sao? Bởi vì mọi người chưa làm gì. Mọi người chưa xử lý bất kỳ cái gì. Mọi người chưa hề xử lý cái gì khi mọi người gen xong nhé. Đây. Mọi người gen xong lúc mà xếp ấy, lúc update ấy, mọi người đã làm gì đâu, bây giờ phải xử lý. Rồi. Thế bây giờ làm sao để hiện được cái danh sách ra, chẳng hạn lại gọi solid ra. Solid thì nó sẽ gặp vấn đề là không luôn hướng dẫn. Thì giới thiệu cho mọi người cái mới đó là regress.write heap. Rồi, mọi người để cho em như sau, 301. Vậy. Hai chấm cái đường dẫn của đường dẫn cái nào mọi người muốn để vào đây là được. Rồi, chạy thử xem được không. À, regress.end nữa. Thử nào. Đấy, thế là xong, thế là sẽ về trang chủ. Thử lại xem nào. Điều hòa thì ra số lịch xịn đi. Đây, thế là xong rồi, được chưa? Thế là chức năng edit. Rồi. Thì cơ bản là sẽ thế. Review lại quá trình chúng ta làm nãy giờ nhé. Sau hai bên này. Bây giờ chúng ta làm cái gì? Thứ nhất là chúng ta cập nhật lại form edit html. Để chúng ta có action là edit product, method là post và các trường tương ứng. Có name, name phải chuẩn anh em nhé, name phải chuẩn này. Và chúng ta sang service, chúng ta viết câu lệnh update. Đấy. Thì chúng ta chỉ cần viết cái update vào query là được. Đó. Cuối cùng là bên controller, controller chúng ta viết cụ thể làm edit, chúng ta cập nhật lại xem là biết đúng chưa. Đây. Đó thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu chúng ta phải XML, nếu mà nó là get thì hiển thị dữ liệu cũ, nếu mà là post thì chúng ta sẽ chuyển sang, chúng ta sẽ cập nhật sau đó chuyển sang trang có đường dẫn là cái chéo product, cái này là chuyển trang nhé, chuyển URL bằng JS đó, đấy là cái cách chúng ta làm edit anh em nhé. Rồi nếu chúng ta dừng đây đâu, ý tưởng thì mọi người phải phải viết từ service, sau đó thì mọi người cập nhật lại cái hàm edit cho chuẩn. Được chưa? Ok, thế thôi.